nhóm. Hoặc là ví dụ cái ca đề thi thay vì bình thường là cái bài cái tên thuốc là đi vô yoga thì tôi hỏi Messi, các chị cũng phải biết để trả lời chứ không phải à bữa đó cô chỉ dạy có Iso, bây giờ cô phải hỏi đúng Iso em mới biết trả lời chứ không được. À, như vậy để biết nó có giống nhau hay không thì các chị phải nắm cái bảng này à, để biết là cái thuốc này nó cùng đặc điểm để trả lời. Được chưa? Thì chúng ta có hai nhóm là đường hô hấp và đường tiêu chỉnh mạch. Thì trong cái đường hô hấp các chị thấy tôi để hai hàng. Hàng thứ nhất đó là ete etilic inhibitor cyclophosphamide. Hàng thứ hai beta-glucan, halothane-glucan, rồi-isoglucan, vân vân. Thì các chị nhìn thử xem có nhận xét gì không? Thế cái lỏng rồi. Phải tí nữa lắm, rồi còn nghe nữa. Chính cái lỏng nó có quan trọng gì cho các người phẫu thuật? Ở đây nó không có đóng vai trò quan trọng. Thế theo các anh chị đâu vào phòng bây giờ là mọi người đi lên phòng anh chị dùng ở đâu dùng thực tập dùng về đúng không mà dùng về kích thước hoặc là em đi tiếp cũng vậy đúng không có dùng cho bên đây đúng không không lý do tại sao đọc nè thì như vậy các chị thấy là cái hàng đầu là đọc hàng thứ hai các chị thấy có tập cùng là cái gì chữ A ha. Thì các chị nhớ cách học đây là nhóm an toàn ít tác dụng phụ an toàn được sử dụng rộng rãi hiện nay dĩ nhiên cái này là tên quốc tế người ta đặt thì người ta phải cho vì cái chữ an toàn nhưng cái cách mình học ha là mình nhớ là cái thuốc này nó có cái tác dụng chữ A thì cái ưu điểm của nó là ít tác dụng phụ an toàn hơn được sử dụng nhiều hơn và hiện nay trên thực tế thì người ta đang sử dụng các cái nhóm thuốc này thì khi tới từng thuốc etilic hoặc là inhibitor qua phòng không thể giải thích tại sao chúng ta không sử dụng các chị nói đúng đó là vì nó độc hơn nhưng độc hơn như thế nào thì đã cũng sẽ xem ha thuốc ven đường tĩnh mạch thì chúng ta có các cái nhóm chính xuất và vi tư khác thì các chị lưu ý thì nó tập cùng bằng chữ A lần ha.